cho bự lên, mập lên. Thấy cái số nhỏ đẩy cái số nhỏ, đừng đẩy số lớn. Không biết số không? Cái chân còn teo lại còn chút rồi. Nãy mập giờ còn chút nè, bay rồi, chuẩn bị bay nè. Chuẩn bị bay nha. Cao chưa? Gọi quá trời vàng luôn. Rồi đây cậu ba chơi nha. Dạ các bạn nha, hôm nay mình sẽ chơi game ăn để mập lên nha các bạn nè. Ăn quá trời cái bự lên luôn nè, thấy không? Đấy, cậu mà ăn nữa. À, bự chưa? Bự quá. Không lâu chưa? Vàng nó vàng, cái chuối nè. Bị nhảy cao rồi nha. Sắp lên tới đích luôn rồi, không tới nổi. Tới đây thôi, được rồi. Rồi, tới màu chai nha, được không? Ê, có ba cạnh. Rồi. Ăn ít vậy. Rồi, đẩy số 5 nha. Ăn tiếp. Ôi, né qua bên kia, né qua. Trời, nó ốm nhách rồi. Nó ốm, đẩy nhiều quá, nó ốm luôn rồi. Ốm quá rồi, không được, phải mập mới được, phải không? Đẩy nó mập, nó cái nó ốm lại. Ăn cho nhiều vô, không có sức để đẩy. Đó, né qua rồi nè. Đó, mập rồi đến giờ đẩy cỡ nào cũng nổi hết trơn á. Nó vàng. Rồi, chuẩn bị bay phi thân nha. Quá, ôi, này hả, thấp rồi. Rồi, tôi đi mọi nha. Đây đi, ăn đi, được không? Đẩy. Teo lại còn có chút. Ăn nhiều vô cho bự lên. Ăn. Đẩy số 11, ăn nữa ăn quá trời kìa. Vàng luôn. Đẩy số này luôn. Trời vàng quá chừng tướng rồi, lấy lại lên. Rồi chuẩn bị nhảy nha. Người này. Ủa, nhảy cao nè. Con nhảy cao á. Nó vàng mà. Đã. Đã quá, ăn đã quá em ơi. Ăn mập ba ơi. Mập lên rồi, mập lên rồi. Rồi, ốm lại rồi, ốm lại. Khó mà pha được đại nha. Mà nó hơi khó. Tường nó dày quá, đẩy không nổi. Đẩy cái này. Đẩy số 7. Đẩy số 7 nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thua rồi các bạn ơi. Lần cuối cùng nha. Thua nên nghỉ luôn nha. Nhắc lên nè. Nói chút rồi. Có là số 5 ít nhỏ. Số 7 nhỏ nè, rồi. Wow. Số 8. Ủa, vàng. Rồi, thống lên nha. Mập quá trời mập. Mập quá trời không nổi luôn. Tới đây thôi. Mập quá. Mập quá ừ. Trên nữa không, mà nghĩ. Ủa, có quẹt. Mới quen. Rồi có 3 cái à.